Hello chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn này cài đặt cái phần mềm Microsoft Office 2016 phiên bản Plus, phiên bản mới nhất và cũng là cái phiên bản ra mắt chính thức của Microsoft Office. Thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn cài luôn. Các bạn nhớ mình cài trực tiếp ở trên Windows 8 mình cũng review. Cài trực tiếp ở trên Windows 10 mình cũng review trực tiếp trên linh nguyên Windows 10 luôn để cho các bạn xem nó có cài đặt nó có hợp với phần cứng của hợp với phần mềm của Windows 10 không. Các bạn chọn nhé, chọn phải chọn mouse này. Windows 10 nó tự động mouse đến nổi đĩa hảo luôn. Còn với Windows 7 và Windows XP thì các bạn cần phải cài đặt một cái phần mềm Ultrang ISO nhá. Nó mới có hảo. Đây chọn upset này, chọn continue này, chọn custom này. Và đây nó có rất nhiều bộ cài, nó là Microsoft Office, Access, Excel, OneDriver, OneNotes, PowerPoint này, OneVisual gì ấy, Word này, Picture này, Tool này. Thì mình có thể cài cái phần mềm này là nó sử dụng nâng cao. Đây là phần mềm mà nó cũng sử dụng cái để vẽ textbook này, chỉnh chiếu này, Word này là đánh văn bản này, Picture này, nó chỉnh như này này. Mình có thể không cài đặt mấy cái phần mềm này được. Cứ cài đi các bạn, mình cứ cài full đi. Cài full thì các bạn chỉ cần tích vào ở dòng trên install cũng được. Còn đây mình cài full luôn next này. Rồi select. Có nghĩa ổ đĩa của mình không đủ rồi. Mình sẽ xóa bớt một số. Đây mình sẽ xóa một số phần mềm đi, một số lưu lượng đi. Đây. Nó sẽ tiến hành cài này. LC này. Nó sẽ bung file của bạn ra khoảng 4GB trên hệ thống của các bạn. Em cần ơi, em có thể làm. Đây là bản 64 bit. Đây là bản English. Bản English của bên US hay sao ạ? Của bên United. Còn cái bản International thì nó, cái bản kia là bản quốc tế thì mình vẫn chưa thử nghiệm, nhưng mà cái tiếng Anh của người Anh với tiếng Anh của người Mỹ nó gần giống nhau, nó không khác gì nhau được. Bây giờ bạn là người nước Anh, bạn qua nước Mỹ vẫn tiếng Anh đọc vẫn bình thường nhá, xem đọc nghe nói đọc viết thì các bạn có thể tham khảo riêng. Tiếng Anh người Anh, tiếng Anh với tiếng Anh người Mỹ nó chỉ khác nhau một số thôi mà, không là vấn đề cao lắm. Máy mình sử dụng cái ổ cứng SSD 120GB thì nó chạy cũng khá nhanh. Nó chạy trên hệ thống của các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng ổ cứng cơ ấy, thì các bạn sẽ lắp cái này nó, nếu mà nhanh ấy, thì nó sẽ phải mất khoảng là trên 10 phút các bạn ạ. Mình được test rồi, trên 10 phút. Nếu mà máy chưa cài đặt cái hệ thống gì ấy, có nghĩa là trong máy thì mình chưa cài đặt phần mềm nào ấy. Còn nếu mà cài đặt phần mềm thì ổ cứng của nó bị phân mảnh ấy, thì nó cái cài sẽ lâu hơn các bạn ạ. Đấy, còn ổ SSD thì nó càng nhanh. Ổ SSD thì mình cài cái này bao nhiêu nhỉ, mình chỉ xem là bao nhiêu rồi. Mình cài khoảng, cứ cho là khoảng hơn 3 phút một tí. Intel Microsoft Office Professional. Đây là nó đang Intel, nó sắp xong rồi các bạn. Cái xem ở đâu. Cái công đoạn cuối này nó sẽ nhanh hơn các bạn. Nó sẽ chậm hơn khi đến cái giai đoạn này này. Nó sắp xong rồi. Lúc nãy ổ cứng của mình là 7GB, gần 8GB, bây giờ nó chỉ còn 3 mấy GB thôi. Nó sẽ lắp hệ thống của mình. Các bạn ít nhất có ổ cứng của bạn chống phải 5GB nha. Hoặc là các bạn có thể bao đến ổ D hoặc ổ khác nha. Hiện tại mình sắp full nồi rồi.
3,45 ghi 3,44. Đấy, quá trình này nó sẽ lắp lâu một tí. Nếu mà các bạn sử dụng ổ cứng cơ như mình đã nói thì nó có thể hơn 10 phút nếu mà sử dụng ổ cứng cơ để cài. Ok, nó chưa finish in tone. Chuẩn bị hoàn thành. Nó khoảng mấy phút nữa, các bạn chờ mấy phút nữa. Ok, sau đó các bạn nhấn close để tiến hành hoàn thành này. Cài xong thì các bạn có thể bật lên và chạy thử nha. Mình nhấn vào đây word này, mình cài trên Windows 10, mình thấy là nó cài cũng khá nhanh này, bật lên này. Yes này, và setting vào phần system, xong app chọn default. Nó chưa active, các bạn chọn access nào, access letter là cài đặt xong. Đây là bản word 2016, bản này nó rất nhẹ nhàng các bạn. Nó có cũng có cái thông báo giao diện như sau này. Phần home là phần điều chỉnh này, và phần insert là phần chèn này, design thiết kế này, layout là phần xuất ra này, ví dụ như trang các bạn muốn cái trang xuất ra bao nhiêu, để trái để phải để nghiêng, và cái sổ giấy bao nhiêu, dọc bao nhiêu. Cái phần này cũng là phần thiết kế nâng cao. Phần này phần xem, phần review, phần view này, chế độ xem này, và phần các bạn muốn căn lề điều chỉnh các thứ thì các bạn mình sẽ hướng dẫn như sau. Các bạn vào file này, vào phần option này. Option ở phần render này sẽ là phần mục đích, phần chính. Phần chính như sau, phần chính ở mục general option thì các bạn bỏ dấu tích ở đây, mình khuyến cáo bỏ dấu tích show the start scaling when có nghĩa là git application, có nghĩa là nó sẽ, nếu các bạn bỏ cái dấu tích ở đây đi, bỏ dấu tích ở đây đi, chọn ok, thì các bạn thoát hẳn cái này ra này, thoát hẳn cái này ra thì các bạn mở lại word cho mình nhé. Mở lại word thì nó sẽ vào trực tiếp cái giao diện này luôn. Các bạn xem đây, có khả năng đây nó vào trực tiếp cái giao diện này luôn. Còn nếu mà các bạn bật cái dấu tích này lên đấy thì các bạn bật vào đây, đây này, mở lên nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng thông báo cho mình lựa chọn như title này, timeline này, gì gì ấy. Nó còn nhiều, có nghĩa là mình có thể chọn một số cái này để tiến hành vào giao diện chính. Còn nếu mà bỏ dấu tích đi, nó sẽ vào thẳng cái giao diện word cho mình sẵn thả luôn. Đây là điểm rất là tiện ích ở tất cả các Word từ đời 2007 trở lên nhá. Đấy, bỏ dấu tích đi này, vào phần display này. Display là chế độ hiển thị nha, ví dụ như hiển thị thanh cửa sổ gì ấy, nó còn quan trọng. Còn ở phần này là phần các bạn sẽ điều chỉnh một số thông tin cơ bản như sau, ví dụ như thông tin hiển thị, ví dụ như các bạn muốn cái dấu tích nó màu đỏ dưới cái văn bản không thì để cái soạn xóa lỗi văn bản ấy, còn nếu mà không các bạn bỏ dấu tích đi, bỏ hết dấu tích ở phần này đi, sau đó các bạn chọn là ok nhá. Và phần set này, phần set là cái chế độ set mặc định này, ví dụ như các bạn set mặc định như thế nào, là ví dụ như sau.
thì nó sẽ tự động set một cái động định dạng, có nghĩa là set ở định dạng word file format bao nhiêu, thì các bạn định dạng word 203 cho mình nếu mà set ở word 203 tất cả các word từ đời 203 trở lên nó đều đọc được, còn nếu mà set ở phần ít chấm đọc là chỉ word 2016 mới đọc được nha. Đấy, hoặc là word 2013 hoặc là 10 nó mới đọc được. Và set ở đây thì đa số một số nhà doanh nghiệp hay là một số cơ quan tổ chức gì đó, nó còn sử dụng cái word 207 à 2203 đời cũ này thì nó sẽ đọc được nha. Các bạn chú ý cho mình này. Mình set ở đây tất cả các word đều đọc được, và mình auto set locally thì information thì mình set ở mặc định là 5 phút hoặc là 2 phút thì các bạn nha. Đây là đường dẫn, nó sẽ lưu cái file word của các bạn. Đấy, nó sẽ lưu trực tiếp cái file word của các bạn. À, nó sẽ recovery cái file word của các bạn. Ví dụ các file word của các bạn bị lỗi hoặc là mất điện trong quá trình mất điện đột ngột, khi các bạn mở máy lên nó sẽ sử dụng recovery, và cái file này nó sẽ lưu ở mặc định là ví dụ thư mục tôi, thư mục này là thư mục là tên của máy, máy tính cường đông hả? App data. Sau đó nó sẽ trỏ đến cái file word ở trong này và tham khảo. Còn cái file word lưu mặc định ấy, ví dụ như cái file word của mình vừa sẵn xong mình bấm Ctrl S để lưu, hoặc là bấm vào đây để lưu file lưu, thì nó lưu trực tiếp ở C trong thư mục tên máy của các bạn và trong khu vực document nha. Đấy, các bạn cứ chọn thế này đi. Còn ở mục language thì nó sẽ cho các bạn add một cái ngôn ngữ vào, ví dụ ngôn ngữ mặc định của chúng ta là ngôn ngữ English US của thằng Mỹ này, thì các bạn muốn add một số ngôn ngữ vào thì các bạn chỉ cần bấm vào cái phím này thôi và các bạn add cái ngôn ngữ vào. Ví dụ như ở đây có tất cả các ngôn ngữ này, nó nhiều lắm các bạn, có thể lấy về đọc tiếng Việt, ví dụ tiếng Việt chẳng hạn, các bạn bấm remove tiếng Anh đi, bấm setup mặc định đi. Đấy, setup mặc định chọn yes, ví dụ thế này chẳng hạn, thì các bạn có thể lìa mua cái ngôn ngữ ở dưới đi nếu mà các bạn thích nhá. Còn tôi sử dụng tiếng Anh quen rồi, tôi sẽ chạy giao diện tiếng Anh nhá. Đấy, thế thôi, các bạn bấm add vào ở dưới này. Dưới này nó là set with away button, có nghĩa là nó set the dynamic other, có nghĩa là cái phần này ấy, khi các bạn bị lỗi word ấy thì nó sẽ sử dụng một cái ngôn ngữ gì để hiển thị chúng ta. Các bạn muốn ví dụ như đang sử dụng word mà nó bị lỗi đột ngột ấy, nó sẽ hiển thị cái thông báo trợ giúp cho các bạn, để các bạn trợ giúp thì các bạn muốn hiển thị ngôn ngữ nào thì các bạn chọn. Nếu còn tiếng Anh thì nó sẽ hiển thị ví dụ như word này bị lỗi đột ngột hoặc là nó không hỗ trợ gì ấy, thì nó sẽ hiển thị ra dòng tiếng Anh hoặc là các bạn dòng tiếng Việt, thì các bạn tìm ngôn ngữ mà các bạn nó cũng sử dụng ngôn ngữ như lúc nãy mình thôi. Chọn còn phần advanced là phần nâng cao, này thì tùy chỉnh này, phần editing option này. Đấy, nó chỉnh này. Điều chỉnh thì các bạn chọn ở một cái mục nào. Đây là độ phân giải tối đa là 220 ppi. Còn mục show text này, show text textbook này. À, còn mục này nữa, show text cái mục này thì nó sẽ hiển thị các ranh giới văn bản cho các bạn, show book thôi. Show text đây nó hiển thị cái ranh giới văn bản này. Khi các bạn ranh giới văn bản nó là có một cái đường ở đây để hiển thị cái ranh giới văn bản nha. Ở Word dưới các bạn có lưu ý là các bạn chỉnh cái phần đặt khổ giấy và xin lỗi đặt chế độ khổ giấy, mình đặt chế độ khổ giấy là cm hoặc là mm đi, ở Việt Nam mình đặt là cm đi đấy, hoặc là mm, còn ở in này là ở bên Hoa Kỳ nhé, ở bên nước họ mặc định ấy. Đấy, mình đặt là cm hoặc là mm, chắc là ở bên Hoa Kỳ nó rộng lớn mà nó tính là in. Ok, thì và mình khuyến cáo là mình cũng tích cái dòng này đi nếu mà sử dụng máy Calon 2009. Đấy, tích đi cũng được hoặc là để kệ cũng được. Đấy, ok, bây giờ chúng ta set lại. So take reset up. Đấy, nó phải là reset lại Word này. Bây giờ mình sẽ bật lại này. Đấy, nó sẽ có ở đây. Và mình giới thiệu với các bạn luôn về cái phần home và cái phần design, cái chữ cái phông cho các bạn. Design phông thì các bạn vào đây. Muốn thay đổi cái phông ấy, các bạn tích vào cái mũi tên này này, nó có mũi tên ở dưới này, các bạn tích vào. Tích vào sau đó các bạn đặt phông là Tamiloman nha. Tamiloman nhé. Phần này các bạn chỉnh cỡ chữ 14 cho mình. Đây có là xuất mặc định gì Advan và phần nâng cao. Đây là phần chỉnh cái đề gì. Nhiều lắm, nhiều cách kiểu nó các bạn sẽ tham khảo xem, nhưng mà mình sẽ tham khảo nghe. Còn các bạn chọn sửa default, chọn on document này. Tất cả mọi word này. Bây giờ mình tắt đi mở lại này. Thấy chưa? Nó mặc định là 14 giờ đấy các bạn. Và phần insert này là phần điều chỉnh chế độ nâng cao, các bạn điều chỉnh thêm. Và phần này là điều chỉnh cái phần lề trên, lề phải, lề dưới, lề trên. Đây này, nó điều chỉnh ở đây này. Mục insert hết rồi nhỉ. Còn mục design này nó sẽ design về các bạn về cái design về cái title này, nó nhiều ra một số nâng cao. Layout này. Layout là phần xuất ra này, ví dụ cỡ chữ cỡ chữ bao nhiêu này, cỡ giấy bao nhiêu này, các bạn tích vào này. Thì nó vẫn sao nó vẫn ở in nhỉ, mình sẽ vào điều chỉnh xem này.
các bạn vào phần layout này để điều chỉnh này. Đây này, nó mặc định này, các bạn chỉnh về cái chú khẩu A4 cho mình này. Được chưa? Điều chỉnh khẩu A4 được chưa? A4 này. Mục này các bạn cứ để cái này làm 2 này, 2 cm này. Mục định mình cứ 2 cm này. Các bạn điều chỉnh về cái độ 3 cm cho mình, và cái 3.1, 3.2. Cái này nếu các bạn điều chỉnh về 1.5 hoặc là 1.9 hoặc là 2 cũng được nha. Hoặc là 1.5 đi, 1.5 cũng được. Theo tiêu chuẩn đơn bản này. Sau đó các bạn chọn setup default, chọn reset này. Đấy, nó chỉ đơn giản thế này thôi. Thế là xong rồi. Mình điều chỉnh tạm thế này thôi. Các bạn còn có mục nào điều chỉnh nữa thì các bạn có thể tham khảo thêm. Đấy. Rồi. Đây là các bạn soạn gốc bình thường thôi. Sau đấy thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn một số thủ thuật để cái gốc nâng cao nữa các bạn. Mình sẽ hướng dẫn với các bạn về một số bài viết về cái gốc nâng cao. Thì các bạn có thể theo dõi những tút của mình là sau. Chào các bạn, hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công nha.